6 tháng. Có nghĩa là cải kéo con mẹ, cải kéo tốt. Cái mẹ đấy. Cải kéo, nói chung là đúng mà Việt. Cải kéo rồi nó đi. Mẹ bảo đang đòi 14 triệu. 6 tháng rồi bà. 6 tháng, đến được gần 6 tháng rồi. Con này lai xin. Mẹ lai xin. 6 tháng, 14 triệu. Vâng. Con này giống mẹ. Con này dài. Con chạy hiến không được. Mà đang mẹ ăn chưa chưa mà con chạy lên mắng nhà con chạy chết đĩa rồi đó. 14 triệu có bớt đi không bà? Vâng. Thì tôi bán chứ không phải là tôi đòi những gì kia. Chứ còn như thế anh Cảnh vừa có 14 triệu 500 rồi cuối cùng cũng bớt 500. Thì mình bán chẳng đi thì răng gọn là mới đời lắm. Rồi tôi nuôi này đó rồi ra không chỉ luôn. Có cả cặp đi bà coi nghiên cứu rồi cho bắt cả cặp đi cho này. Cả cặp bò mẹ con đây này. Hả? À? Tưởng ông bà bán cả cặp cho bắt cho chứ con bê lên 14 triệu gì hơi căng. Hơi căng đây mà này. Vâng. Bê. Mẹ. Mẹ này mẹ hai dòng. Dạ. Mười bốn triệu nha các bác. Vâng. Cá cặp này cho bắt được giá. Con mẹ này chữa chưa? Mẹ này chữa 2 tháng. Đây nha, con đi giống mẹ đó, dài. Con đi giống mẹ. Con mẹ cũng. Vâng, con mẹ dài dài đòn. Dài đòn trẻ bò. Tưởng bà bán cặp cho bắt chưa? Tính qua chính lại thì cho với con bê cho chứ không thì chịu. Con bê này non. Rồi trước mặt các bác là một con bò cái đơn nha các bác. Thì con này lứa này, con này đẻ một lứa này nha các bác nha. Bác chủ nhà mới bán con nha. Thì bác chủ nhà chia sẻ là con này đã cho nhảy giống rồi nha các bác, được hơn một tháng rồi nha. Có sao em nói vậy nha. Đó, bò bà không chăm các bác ạ, vì nó mới có lứa thôi nên nó cũng chưa được to bò lắm nha các bác. Đó thì con này bác chủ nhà ra giá là 22 triệu 500 nha các bác. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến tìm mua con bò này nha các bác, 22 triệu 500 nha. Có cho ăn riêng. Mà vô lý chứ ạ. Mà trước là mà mơ bùng trước là ít. Nên sữa trong. Có hai bữa sau không có sữa, hai bữa trước nặng phụt. Chữa chưa? Chữa rồi. Như mấy quay mấy không biết. Con tay chưa chữa. Con tay chữa mù. Bốn mấy triệu hả? Mấy đây? 41 triệu. À, cặp này 41 triệu này các bác này. Cặp tê 40 triệu. 40 triệu cặp tê được không bác chủ nhà? Thống nhất hết mà. Thống nhất theo bác tới. 40 triệu. Đây các bác nha. Cặp này 41 triệu này các bác này. Mẹ chữa rồi nha các bác. Đây, quay cho các bác xem này. Đó, bê đẹp nha, mát sữa nha. Đây. Đó. Ok các bác chưa, 41 triệu nha. Mẹ mát sữa đó, bê đẹp đó các bác. Hắn con này nó giữ con tận lắm. Rồi, đây. Con này ba xoáy nha các bác. Vừng ba xoáy nha. Đó, mẹ đẹp nha, trẻ bò nha. Con này chắc tầm 6 răng chứ mấy. Đúng không? 6 răng.
Ông anh ông dẫn đến đây nhà ông bác này, ông đang bán hai cặp bò đó, quay luôn cho các bác xem này. Đây nha, 41 triệu nha, bác nào cần thì alo gặp em nha. Đây, còn cặp này là cặp 3B nha các bác, cặp 3B đực nha. Đây, mẹ tầm trung nha các bác, mẹ lai nha, con này cũng pha rồi các bác này. Con này những dòng bò hai dòng máu đó các bác ạ. Đẹp nha, con này mấy răng ta? 6 răng đúng không? Hơi gầy nha các bác, vì con nó bú nha. Đó, hai cặp ông đang cho ăn. Đây, con 3B đực nha các bác, 3B đực đẹp nha. Con 3B này 3 tháng nha các bác, 3 tháng đúng không anh? 3 tháng. Đây, ok các bác chưa? Đó, mẹ đẹp nha, mát sữa nha các bác. Mẹ gầy nha. Ông chăm 3B này, cái dòng bò này phải chăm tợn nó mới béo được các bác. Đó, con này xoáy cũng lỗi xoáy tí nha các bác, có sao nói vậy nha. Đó, nhưng bác nào mà không quan trọng thì ok hết, em cảm thấy thì bình thường. Đó, ok các bác chưa? 3B được nha các bác, mẹ hơi gầy nha, con này chưa lên giống nha các bác, có sao em nói vậy nha. Thì cặp này bác chủ nhà đang ra giá là 40 triệu nha các bác. Đó, 40 triệu cho bà con nông dân nào có nhu cầu nha các bác. Đây, 3B đẹp đó các bác ạ. Đây. Đó. Đây. Chủ nhà chăm kém đó thì mình mua cái giá thời điểm bây giờ này nhé bà con nông dân mình nha. Đó. Rồi, ok các bác nha. Hai cặp nha. Hai cặp là 81 triệu nha các bác. Đó. 81 triệu hai cặp. Một cặp 3B. Một cặp 3B. Với con đó, với con mẹ to đâu đó. Đó. Rồi, ok các bác nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến bắt hai cặp bò này nha các bác nha. 81 triệu nha các bác. Rồi, ok các bác. Đi tiếp nha các bác. Đi tìm bò đẹp cho bà con nông dân mình nha các bác. Cao lắm bác ạ. Con này phối 3B tháng 11 đẻ. Tháng 11 đẻ đó. Chốt là 27 triệu. Đúng 28 triệu. À, 28 triệu đó. Hơn tháng mới đẻ thôi. À, tháng 11 dương. Rồi. Hơn tháng rồi. À, hơn tháng nó đẻ rồi. Phối 3B 100% với bác. Phối 3B 100% bác chứ. Vâng vâng vâng, 28 triệu chứ. 28 triệu. Rồi cô. Phối 3B này. Bác bảo phối 3B con này chữa to rồi, sắp đẻ rồi đó các bác. Vâng. Bò này bò tầm trung nha các bác nha. Bò pha lai thôi nhá. Nhưng mà sắp đẻ rồi. 28 triệu. Rồi, tay xíu chỗ ok nhá. Rồi. Cặp ni 38 triệu à? Bao 7 triệu chứ? Bao 7 triệu chứ bác? Bao 7 triệu chứ? Cặp này bác ông đang bảo 37 triệu. Con 3B đẻ được hơn tháng vậy? Tháng rồi. Con này con thứ hai với bác? Con thứ hai. Bò tập trung cho các bác. 3B cái nha. Con này mát sữa đó, con này tốt sữa đó. Mập. Rồi ok các bác nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt hai con này nha các bác. Con này cầm này 37 triệu nha. Đó, 3B này. Tốt sữa đó các bác ạ. Đó. Con này 28 triệu. Hơn tháng rồi đẻ rồi. Rồi, ok các bác nha. Ta đi tiếp nha. Rồi ok các bác nha. Trước mặt các bác là một con bò cái đơn này các bác này. Tức là chia sẻ với các bác luôn nha. Tức là lên là gia đình ông bác này nha. Ông bán hai con 3B đó. Em có đến cuối clip thì các bác sẽ biết hai con 3B đó về em báo giá cụ thể luôn cho các bác nha. Đó thì bây giờ là
cái con bò Brahman đó nè, đó con man đỏ nè, con này đẹp lắm các bác này. Thì bác chủ nhà đang bán là 27 triệu nha các bác. Đó, và đã có chữa rồi nha các bác. Đó, quay sơ cho các bác xem luôn này. Đó, bò đẹp nha các bác nha. Đó, em bảo bác bán nốt con đó nhưng mà bác đòi giá nó cao quá nên không hợp lý thì em không quay nha. Còn con này 3B chỉ sắp đẻ rồi. Thì con này chữa rồi nha các bác. Đó thì con này này, em quay lại cho các bác xem nha, cho bà con nông dân mình xem nha. Thì bác nào có nhu cầu thì tìm đến mua nha. Đó, nó nhảy con này nó đòi được các bác. Mùi lắm này. Đây này. Đó, con này xoáy xiết nghiêm nghỉ nha các bác, mặt mũi đẹp nha. B. Đó, B B. B. Đây, cho các bác xem luôn này. Đó. Ok các bác chưa? Đây, đùi nha, chân cẳng nha. Đó. Đấy. Đó, B B. Đây. Đây, quay đằng trước cho bác nhìn rõ đằng trước luôn, tổng thể đằng trước luôn. Đó. Ok các bác chưa? Rồi nha, con này bác chủ nhà chốt giá là 27 triệu nha các bác. Đó, 27 triệu cho con cặp con bò cái đơn nha. Con này chữa rồi nha các bác. Đó, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến tìm mua con này nè các bác, 27 triệu nha. Rồi, chữa 3B rồi nha các bác. Đó, bác chủ nhà bảo là chữa rồi, phối tinh 3B rồi nha các bác. Có sao em nói vậy nha. Rồi, ok các bác nha. 27 triệu nha bà con nông dân mình. Đây. Đó, mặt mũi đẹp nha, hiền hòa nha các bác. Rồi, ok các bác. Rồi, trước mặt các bác là một cặp 3B nha các bác. Cặp 3B lỡ nha. Cái này tầm 7-8 tháng rồi nha các bác. Thì cặp 3B này là 49 triệu nha bà con nông dân mình nha. Em quay rõ ràng chân thực cho các bác xem luôn nha các bác. Đó thì bò đẹp á, nhưng mà bác chủ nhà bác thả rông ngoài đồng đó các bác. Đó thì bắt tại trận luôn. Đó, bắt ngoài đồng luôn các bác này. Thì quay báo giá cho bà con nông dân mình tham khảo luôn nha, để các bác nhìn bò mà các bác bán nha. Đó, cặp này là 49 triệu nha. Đó, rồi ok các bác nha. Thì em cũng thông báo nha, bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì các bác nhớ đăng ký kênh nha. Các bác nào có nhu cầu bán thì các bác cứ điện trực tiếp gặp em nha. Em sẽ đến nhà các bác. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho bà con nông dân mua cái giá hợp lý nhất nha. Sau này em sẽ đến nhà các bác em mua luôn nha các bác. Đó, còn bác nào có nhu cầu mua thì các bác cứ nhớ đăng ký kênh, rồi nhớ nhấn chuông nha, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp nha các bác. Để chọn cho gia đình mình những con bò nó vừa với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Kênh Khởi Nghiệp là như vậy nha. Mua bán công khai rõ ràng minh bạch cho bà con nông dân mình tham khảo nha các bác. Rồi, ok các bác nha. Chào các bác nha. Chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác. Đó, cặp bò này là về yên định nha các bác. Đó, về cho anh chị ngoài yên định nha các bác. Rồi, ok các bác.